cái này mà nó thương, nó đẹp lắm. Rồi. Tại vì nó ly này chụp cái con bây giờ nó lớn hết rồi. Nếu mà không tưới nước nhiều thì không cần, nhưng mà tưới nước nhiều thì nó lớn thì mình phải làm lại. Còn này là mấy em mới cắt xuống rồi. Cái này nếu màu này là màu ít nước, màu đủ nước thì nó đậm hơn. Xanh. Cái bông này nó bị lớn quá đó, bây giờ mình cắt đó để mình trồng chỗ khác. Lại để vậy cũng đẹp, nhưng mà tại Liên muốn lấy giống nên Liên cắt nó bẻ nó. Ok, khoan từ từ để coi coi. Cái cây này nó có hai cây con nè, bên này một cây nè, bên kia một cây. Giờ mình cắt mình chừa lại cây con ha. Mình cắt nhưng mà phải bẻ cái lá này trước. Cái lá nó nằm lá thứ tư để mình lấy cái chỗ mình cắt á. Chứ lại lá mình đem đi trồng cây con ha, để cái lá này nó thở. Rồi, làm mình cắt từ đây. Rồi. Đi cắt luôn cái này. Cho nó mốt nó mọc từ bên này nó đã đẹp nha. Để cái lá nó một cây con rồi nó rụng lá xuống rồi nó thành một cái bông mới. Ở đây nó vẫn còn cây con bên này nè. Ừ. Chà nó lớn thì cắt ha. Ừ. Rồi, còn cái nào nữa? Còn đây nữa nè, nó luôn nè. Ui da. Con gì nữa? Mình không có cắt chuỗi lá nó để nó thở á, chứ mình cắt chuỗi lá nó lâu ra lắm, thấy không? Đó. Em này cũng cắt từ đây. Em này thì mình muốn một cái thôi nên là mình cắt đây. Mốt em nó sẽ tự nó ra. Này đang có em bé luôn nè. Ok. Lấy xài luôn, đó. Mốt em nó ra lại cho mới. Mình cắt mấy em này mình bỏ vô đây. Chút nữa mình trồng vô cái ấm để cho cái loại này nó rủ giống như này nè, nó mọc ra giống như này nè, nó rủ xuống đẹp lắm. Giờ cái này Liên trồng mà Liên muốn đổi cái rủ á. Liên đổ nó ra. Đã. Đây là một cái ấm nước. Ừ. Và một cái mũi khoan. Ủa, chúng nó. Mình lựa cái ấm màu tại mình trồng sen đá đó, cho đẹp. Nhiều. Và một cái mũi khoan. Mũi khoan đâu? Mũi này nó hai khóa. Để. Mũi khoan đâu? Đây, mũi khoan đây. Đó, mũi khoan vậy là khoan được rồi. Nó khoan điện mạnh hơn ha. Thôi, khoan này, được khoan, rồi. Này khoan pin. Rồi, khoan được rồi. Em khoan hả? Đè xuống mới vô. Đè cái này nè. Để cái tay ngay đây đè xuống lại vô nè. Ngay đây hả? Một tay vịn ngay đây nè. Okay. Đè xuống. Được rồi, không cần lỗ bự quá đâu. Đã hoàn thành. Xong rồi phải không? Dở lên. Rồi đây. Dở trong á, coi trong ra thấy nó lủng. Nè thấy chưa? Thấy được. Ôi, không? Đè vô go. Ok. Rồi. Giờ đi làm ha. Chập. Dạ muốn gì? Rồi giờ mình trồng mấy cái loại bông này vô trong cái ấm này để mình che. Đây là cái miếng gọn. Nói chung miếng gì cũng được hết á, có áo thun vải dốc gì á mình cắt cam bỏ cũng được, khỏi đi mua mấy cái kia tốn tiền. Để chút xíu đá lên cho
Hồi đó mình cũng đi mua mấy cái kia mình lót á, mấy cái miếng mũ á, nhưng mà tao nghĩ không cần thiết, mình làm bằng vải Vĩnh Quốc rồi. Rồi xong mình để đất vô. Đất này có gì vậy? Đất này em pha cát rồi anh, cát với đá đây. Pha làm sao đất. Mình bây giờ mình muốn nó nhiều là mình pha nó là 3 phần đất, 1 cát, 1 đá, 4 phần đất, tại vì mình muốn nó nhiều ra đó. Còn ai trồng kiển thì 1 đất, 1 cát, 1 đá luôn. Ok, tại vì mình muốn cho nó bự lẹ. Nhà này em lớn trước thì mình mới bỏ em nhỏ lên trên, cái chỗ này lên trên thôi. Cái này là mình lấy rễ luôn á. Rễ nhiều lắm á. Còn nếu thí dụ mà ai mà có mà muốn giữ giống ở trong đó đó thì cứ cắt đi ra rồi để ở trong đó lại. Giống đi như nãy mình cắt đầu tiên đó là để nó lại được. Mình muốn nó lẻ khỏe thì mình làm cái này đó. Chọt qua, khoan để em bươi cái ta. Giờ nó hơi che, mình lấy cái đất nó qua bên đây nè, mình cho nó xuống xong rồi đó. Chút nữa mình thêm đất. Em này là mình trồng kiển á, cũng đẹp lắm, giống bonsai nhưng mà bây giờ mình muốn đổi kiểu. Mình chán em rồi. Đây thì mình để qua đây chồng em ấy luôn, để cho mai mốt em lấy rủ xuống. Chứ chậm thẳng rồi nó dài ra tự động nó nghiêng. Em biết em đang lấy cái đất cho nó đó, thấy không? Bây giờ mình chỉ đổ đất với đá cho nó giữ theo cái hướng đó thôi. Nhích qua chút nó đụng kia. Rồi xong rồi em này nè, cho nó xuống nè. Vậy nè, ở đó đã hồi mình rải chút xíu đất với lại chút xíu đá nha, rồi cho nó giữ ở trên. Rồi bên kia có còn nữa mình bây giờ mình cho mấy em này vô đây, đồng thanh đồng thủ cho nó đẹp, đẹp ha. Cái em này là mình phải bẻ lá mình thọt được sẵn, mình trồng luôn giống như cái con đây nè, để tạm cho mọi người thấy thôi. Mình lấy ra. Mấy em này mọc dễ, mọc bự lắm á. Rồi đẹp chưa, mình sẽ bỏ vào đây em này cho mình cho đẹp đi ha. Lát nữa bỏ đất cho em giữ lại. Mấy em này mình cũng làm vậy luôn. Cái này có cây con nè. Làm bên nào quay qua nó qua là con. Em này nè, hơi đứng nữa. Còn đây là cái em này, cái lỗ. Thấy cái lỗ không? Mình cũng trồng đây luôn. Cho đất vô trước. Rồi. Mấy cái em này nè, nó hơi ướt á, bình thường mình phải hái vô 1-2 ngày á mình mới bỏ lên đây, nhưng mà tại Liên trồng quen rồi, Liên muốn quay phim cho mọi người coi liền luôn á, thì Liên sẽ không tưới nước nó ở trên này, để nó trên thôi. Không có chết đâu phải không? Ừ. Còn ở dưới Liên đã tưới ẩm ẩm rồi, cái cây rễ thì không sao đâu. Còn mọi người mà muốn trồng thì nên hái 1-2 ngày cho nó ráo cái mặt đó, rồi mình hãy cho nó vô nó tốt hơn, cây mình nó an toàn hơn. Còn Liên sẽ không có tưới nước nữa, Liên giấu chỗ mát nữa. Thì cái này chắc em phải cho đất vô đây để nó đầy đó, rồi mới nhấn được nữa. Tại mấy em này mình chỉ cắm ở trên thôi. Anh còn quay không vậy? Còn. Ừ, mấy em này lát là mình cắm vậy thôi, để đất mình cắm lên thôi, mình chỉ làm sẵn thôi. Chứ không lát khó cho đất vô lắm.
Nếu muốn trồng lớn thì đừng trồng vô đây nha, trồng xuống đất đi, hay trồng chỗ Google. Cũng nhiều lắm á, mình để đất này nó cũng lớn, nhưng mà so với mà mình lấy giống nhiều là phải là dưới đất là mạnh nhất. Còn cái này vừa đẹp này mình trồng đẹp. Cũng nhiều nữa. Này là trồng một lần coi như là mấy năm luôn không đụng tới. Rồi mày muốn lấy giống trở lại thì mình cũng ráng cây nào mình muốn mình cắt. Bẻ lá. Rồi mình ươm nó nhiều á, mình đổ số đất nhiều thì nó sẽ khỏe hơn. Mình để đá ở đây cho nó giữ cái cây, cái nước nó không có bị văng đó. Mình phải chờ chút xíu hỏng á, nếu không là lúc tưới nước nó không có không chứa được, nó không có vô đâu. Tại lúc mà máng rồi nó khô lắm. Mình phải cho nó xuống chút thì nó mọi người phải nửa lóng tàn lóng tay á. Tưới nước nó mới có cái chỗ để cho nước nó xuống, chứ không để mình tưới nó cứ trào ra ngoài nó không có vô nước con cây. Rồi nó dơ chung quanh này là mai mốt là nó dơ hay à. Ừ, mình đó, mình để hỏng nè, thấy không? Mình thấy chưa? Xong rồi đó, vậy thôi. Nó giữ cái cây mình. Nô no, em nói ngay đây nè. Rồi. Cái này là cái quai, mai mốt nó sẽ mọc, nó sẽ đụng. Chờ chút. Đẩy em qua đây. Đúng rồi, né cái quai ra một chút. Rồi. Em đã giữ rồi đó. Mẹ ở đây. Mình cho cái con chỉa xuống đó, cho nó ra dài lẹ chứ. Đợi nha, mình không thấy được. Rồi. Còn không để chừng 2-3 tuần sau bắt đầu tưới nhiều nước chút cho nó dài ra xong rồi ngưng lại thì nó cũng ok. Cho nó lớn lẹ đó. Thì cái màu nó không có đẹp đẹp, nó sẽ đổi màu xanh. Nhưng mà cái cây con này phải cho một tuần lận mới có rễ, 2-3 ngày sao người ta có rễ kịp. Vì nó 2-3 ngày nào. Hả? Nó 2-3 tuần. Ủa anh nó 2-3 tuần. Trời. Em nghĩ 2-3 ngày. Đúng. Mình điếc luôn. Rồi, cho em này vô đây. Cho em này bên này trước. Bữa nào mình quay một clip kiểu mới đi, vừa làm nha, hai người vừa cãi. Ờ, à, thì người làm người cãi. Nói nghe người cãi. Thì không nghe thì nói thôi, không cãi đâu. Giống như quay clip hài, cãi lộn. Cái này cái cây nó hơi dài nên mình để xéo nó đó. Còn cái này cắm cho em nào dài xuống trước đây. Đây đó, rồi đây đây, mai mốt em mọc rễ em sẽ đẹp lắm đây. Ủa, vậy là lấy con đống rồi ra chưa làm là dư luôn. Dư rồi. Là nó nghẹt à hả? Nghẹt rồi. Trời ơi. Đủ xài luôn rồi. Rồi để làm khác. Làm khác, mình còn nhiều đồ lắm. Đây đó, rồi. Để lấy cái đá này ra nha. Cái cây này nó có nhiều màu đẹp lắm. Khi mà mình để ít đá, ít nước á, mình để nó khô mà nó nắng ánh sáng đủ là nó sẽ ra cái màu này nè. Lật lật.
khi mà đủ nước mà nó lớn á, mà nắng á, nó đỏ nè ha, đỏ ơi là đỏ luôn. Còn khi nào mà nó mọc cây lá non, lá xanh lên mà nó trong mát á, thì nó sẽ xanh ơi là xanh. Còn một em là dư nữa không? Thì mình dư đâu quá trời. Em vô đây luôn. Em cho em chút mình sống. Rồi, chụp hình giùm em nha. Để em xuống sông chút. Nó không đụng đất là nó không ra rễ đâu. Nó ra rễ nó không bám vô đâu đó. Là nó sẽ lên thiên đàng luôn. Để đất mà. Để chạy dữ. Thì nói chung là cái thân cũng phải xuống đất chút xíu. Vừa đụng cái mặt đất đá. Ừ. Chứ mà ở nằm trên đá không là lên thiên đàng thiệt á. Để lâu quá quên không tới nước nó không có nó không có đụng được đất, nó không bám vô á thì nó sợ. Rồi, thầm thầm giấu trong mát nha cả nhà ơi. Vớt ngoài kìa. Trời em chú. Em đang kiếm cái chỗ lột. Tiên đã làm xong cái ấm này rồi. Rồi mình chỉ là để chỗ mát 2-3 tuần nó ra rễ, cái đầu mình thấy nó xanh, nó không có đẹp như bây giờ, nhưng mà mai mốt mình để ra nắng nó đỏ lại thôi, không sao hết. Nhưng mà trước tiên mình phải an toàn là để nó ra rễ và nó sống ha. Thấy không? Phải cần em nghiêng. Đi nữa. Nó không phóc cạch được, đừng có nhúc nhích. Đây vô. Từ từ. Mình máng chỗ nào mình máng thôi. Cái này mới mốt nó ra dài nữa là đẹp. Cái này nó ra dài xuống hết. Đã xuống quay kỹ rồi. Nó rủ nè. Đi vô không? Nó giờ nó phốc kịch được nè. Nãy cứ cầm rung rung nó không có quay được. Ừ. Rồi lên up cho nó sạch sẽ. Lá khô hay là màng nhện hay là cái gì á, sâu rầy gì á, nếu mà nãy lúc mình làm á, mà nếu có đó đem ra vừa nước xịt nó luôn cũng được nữa. Xịt bỏ hết đất để rễ đây thôi cũng nó được. Có cái rầy á mình xịt alcohol cũng được, xịt cho văng ra hết cho nó sạch sẽ. Nhưng cái quặng cũng có một cái nè. Mốt nó ra dài đẹp. Đi đi con. You can do it, Johnny. Này lá này sao đây? Hả? Ừ. Lá. Chút này nữa. À. Đây là lá là mình trồng cái này từ cây con nè, từ lá nè. Bây giờ Liên không có để đất, Liên chỉ để cái lá nó vậy thôi. Khi nào nó ra cây con, Liên muốn trồng mấy cái ly tắc nhỏ nhỏ như vậy nè, Liên sẽ trồng giống như con vịt kế bên. Đâu rồi, có con vịt. Thí dụ giống con vịt. Đây. Khi cái lá nó ra cái bông rồi á, thì mình dít nó ra, mình muốn trồng đâu mình trồng. Trồng ly, trồng tắc, trồng gì cũng được. Xíu mấy mốt rồi nó bự rồi mình không thích nữa thì mình cho nó ra khỏi đó, còn mình thích nó nhỏ nữa thì mình đừng có tưới nữa. Rồi nhỏ hoài luôn ha. Rồi, bây giờ sao để vậy, là sao nữa? Để vậy 2-3 tuần, một tuần là mình đã thấy cái lú cái mài nó khô á, nó lú chút xíu à, xong rồi tuần thứ 2, tuần thứ 3 nó ra bông rồi, không có tưới nước, để chỗ mát có ánh sáng, mát mà giống như nó hơi sáng sáng thôi, không có ra nắng. Nói chung là giấu trong mát á, chỗ nào đừng có nắng. Nó chín cái lá luôn. Đây, đó là những cái cây con mà mình sẽ thay cái này, tại cái này nó bự rồi. Rồi đó mình trồng nó sáng nhỏ. Nhà xíu. Cũng lẹ ha, khoảng chừng tháng vậy ha, lên cái này ha. Tháng. Cái này tại mình ít tưới nước á. Không, nếu mà không tưới nước á, để luôn nửa năm luôn cũng không có được, không có lớn đâu, nó chút chút. Vậy hoài. Lâu lâu phúng chút xíu thôi. Là nó sống vậy hoài luôn. Nếu trồng kiển mà làm biến làm là để trong đó, giống như để cái cửa sổ đi, thì tháng chắc cho nó tưới một lần nước thôi rồi xong. Ừ, nó chắc rồi. Bye bye cả nhà nha anh. Rồi Liên đã làm xong thành quả, bây giờ mình chỉ kiếm chỗ mình máng thích hợp, nhưng mà giấu trước nha, làm máng máng. Mai mốt cái này nó rủ xuống anh. Từ đây rủ dài. Ok, bây giờ đem ra chỗ máng
Chim uống đi, máng thử cho coi ha. Hả? Từ 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 chim tú chưa chưa. Làm xả đi luôn rồi. Thôi rồi, mượn nó một chút đi. Chim đang bay nó kiếm đồ ăn của nó, nhưng mà mình kệ đi, mình mượn chút xíu để mình quay cho mọi người coi là cái thành phẩm mới làm thôi. Đó, đó, cầm đỡ đi, thấy không? Mai mốt nó sẽ dài xuống, nó lòng thòng giống mấy cái cây này nè, nó sẽ đẹp, nó dài xuống luôn. Nè vô vô. Thôi trả lại đi cho mấy con chim nó uống, nó bay vòng vòng nãy giờ. Quay hết chưa? Hả? Quay chưa? Thì quay sơ vậy thôi chứ sao quay sao, đâu có thấy đường, nó nắng quá. Giờ anh có bấm đâu. Có chứ. Đây nè, đang chạy nè. Đang chạy đó. Ồ, ok, em sợ. Rồi đứng ngay đó đi chụp hình tấm cho. Xác vô. Ok. Thế em lấy cái mầm. 1 2 3. Nắng quá à. 1 2 3. Anh lấy xuống nha. Rồi lấy đi. Rồi, chụp em tắm vậy. Khoan, khoan. Ok, khoan nha. 1 2 3. Rồi xong, đẹp. À, Liên đã làm xong cái này rồi, mấy mốt mà nó có dài có thêm nữa hay gì á, Liên sẽ quay lại cho mọi người coi ha. Giờ mình cũng đã thành công làm xong hết cái nhìn này lên, rồi. Nhắm mắt. Rồi. Rồi, à, cả nhà làm thử nha. Mọi người ai thích thì làm theo. Nhà nào với bà mà cả nhà. Trời. À, mọi người cứ quen chơi với. Mọi người có thích thì coi nha. Bye. Có nhà bye. Facebook thì có. Đúng vậy, mình nói chuyện với cả nhà Facebook quen á. Rồi, chào mọi người nha. Bye bye. Rồi, đi. Mời mọi người uống bình thuốc bắc. Bình thuốc bắc này uống không bổ. Anh có quay gần chưa vậy? Có cho em ấy thấy không? Thấy gì? Nè, có cái bông ở phía sau đẹp. Thấy được không? Thấy được chứ. Zucchini. Múc em này đỏ, em này vàng. Múc em này bắp cải, thấy được cái gì? Nữa tới chút nữa. Nữa hả? Lỡ xây xe con vòng. Rồi, thấy được không? Rồi, ô chữ tàu luôn ha. Cái em này là em phơ này phải dài rồi đó. Mình không có chỗ để cao thì mình sẽ trồng qua cho. Đúng không? Đứng vô cầm cái tôi chụp chân đó. Trồng chút đó ha. Không có ngậm quay không hả? Ừ. Đây. Đỏ dưới. Đỏ rồi. Ok nè, mở mắt nha, chụp á. Nhắm mắt là ráng chịu đó. 1, 2, 3. Cái này là background. Đó đó đấy, để vậy mới đẹp, nãy xấu. Ok, khoan. 1, nhìn lên, nhìn lên. 1, 2, 3. Rồi. À, mình quay là mình quay cái này mình trồng nè. Cái thuốc bắc này nó dài, mình muốn mình cắt. Nhẹ nhẹ rớt á. Muốn mình quay tới mình cắt cái này, bỏ vô mấy cái chỗ khác. Cưng còn hơn cưng con. Bỏ bê con cái. Qua què, qua lá cành. Bông nở rồi nè. Chưa bếp. Chào đi để mọi người.